Hello, xin chào quý anh chị và các bạn ha. Chào mừng các bạn quay lại với channel Smart Giá Rẻ. Trong clip này mình sẽ giới thiệu cho chị bạn một số dòng xe cũ mới về nha anh em. Toàn bộ là xe chính chủ ha, rút hồ sơ sang tên được ha. Đặc biệt ví dụ như có những dòng Future này, rồi Surus này, AB này, Ed này, rồi Winner Moto ha, có nhiều là dòng lắm ha. Thì đồng hành giới thiệu mình trong này thì có anh Dương, số trợ giới thiệu không mình Dương ạ? Dạ, chào các chú, chào các bác, chào các anh, chào các anh chị và chào các vị khách em xem chợ Bình Dương 24 giờ có việc nha. Em đây là Dương, cửa hàng xe máy Trùng Dương ở Bình Dương nha anh em nha. Còn đây là cửa hàng Trùng Dương 79, bên em là địa chỉ là 79A đường Cách mạng 8, phường Lá Hiêu, thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương nha anh em. Sát bên chợ Lá Hiêu, ngoài ngã tư cộng 4. Bên em là chuyên bán mấy dòng xe phổ không, xe mà Sigurd rồi quay đồ, mấy cái dòng Vision đồ nha anh em, mấy dòng ẹt đồ, Winner V1, V2 đồ, đầy đủ các dòng cho anh em, Jupiter đồ nha anh em ha, Future nữa, đầy đủ các dòng. Mà toàn bộ đây là xe bao gà tên, xe chính chủ ha anh em nha anh em ha, quay từ đầu véo tới cuối véo là toàn bộ là xe có căn cước chủ, có số điện thoại chủ và ủy quyền công chứng đồ được cho anh em nha. Anh em cứ yên tâm cái vấn đề đó, xe toàn bộ là miền Tây đồ rất là nhiều cho anh em, với lại bên đây có hỗ trợ trả góp, không cần trả trước cũng được nha anh em ha. 18 tuổi có thể góp được, 18 tuổi thì trở lên thì phải đưa 5 triệu tới 6 triệu nha anh em ha. Còn 20 tuổi thì cái hỗn hồ sơ rất ok, khỏi ngành trả trước cũng được nha anh em ha. Có nhiều ngân hàng cho anh em lựa chọn cho anh em ha. Đó, lãi suất rất là ưu đãi cho anh em luôn. Đó, rồi bên mình có bán, có bảo hành rồi anh em yên tâm. Mình gốc dân người Nam, dân Bình Dương, mình chúng tên là Trần Trùng Dương. Mình sinh 1987, quê gốc ở mình ngày xưa về cha sinh mẹ đẻ ở Bình Dương nha anh em ha. Đó, rất mong anh em và các chú các bác ủng hộ nha. Cái dòng thì bây giờ mấy cái dòng Vision nha anh em ha. Vision này là 2019, bản số là 61 C1 nha anh em ha. Mình con đây là chùm keo nguyên con keo xe 2019 phá sờ mắt cây nha anh em ha. Mình bán 218 bao công chứng bao ủy quyền cho các anh em nha. 21.800.000 bao công chứng bao ủy quyền cho các anh em. Quay ô đây là biển số 68, biển số 68 318 nha anh em ha. 318 nha anh em ha. Đó. Còn đây là Bio 2021, biển số 67 R1 nha anh em, 66062. Mình bán con này với giá là 36.8 nha anh em ha. 36.8 bảo hành anh em là mấy cái dòng phân khúc cao này là bảo hành anh em 2 năm hết nha. Có mấy dòng Sigurd này nó là bảo hành 1 năm cho anh em. Còn con đây con AB anh em, hàng đen nhám nha anh em ha. Mình bán con này 33.800 bao gút hồ sơ cầm tay biển số 84 nha anh em ha. Hồ sơ cầm tay biển số 84, 33.800.000 bảo hành anh em luôn nha anh em, 2 năm nha anh em ha. AB 150 đời 2021, đi 12.000 km nha anh em ha. Đó, xe mình bán giá là 36.8 bao gút hồ sơ cho các anh em ha. 36.8 bao gút hồ sơ cho anh em. Còn mấy cái dòng AB này là AB 2019, hàng này hàng bỏ mẫu nha anh em ha. Hàng phá smart cây nha anh em ha. Như con này biển số 67R1 nha anh em ha, 79255, đi 2.000 cây. Mình bán con này, có gì anh em liên hệ con này giúp mình nha. Còn hai con bên đây, con 7.000, con 9.000. Mình bán 28 cũ nha anh em ha, đồng giá 28 cũ nha anh em ha. Bao anh em ô đô nha anh em ha, ô đô chuẩn hết. Con biển số 67R1, con biển số 84H1 nha anh em ha. Đó, đầy đủ đồ cho anh em, phá sờ mắt cây nha anh em ha. Nói chung tiền nào của đó nha anh em ha, tiền nào của đó nha anh em. Bao đô chuẩn cho anh em, con này giá hoàn định cho anh em. Còn đây con AB 2013, biển số 67B1 nha anh em ha. Con này mình bán giá 17.8 nha các anh em, 17.8. Còn các dòng thì đây thì tay con, mấy dòng dưới đây tay con mấy anh em ơi. Tay con Sonic size đồ nha anh em ha. Sonic với lại mấy con này Sonic biển số 66H1, mình bán 24.8 nha các anh em. 24.8, toàn bộ là máy zin hết cho anh em ha. 24.8 con Sonic này nha anh em ha. Đó, xe chính chủ anh em yên tâm, đặc biệt là xe chính chủ không à. 2498 tiếp tục con bên này. Con đây thì có vô mới được chơi ống kiểu đồ trợ lực đồ bô đồ mâm đĩa đồ chơi mênh mang nha anh em ha. Phục giữa luôn nha anh em ha, phục giữa ni tót gì luôn anh em ha, có chơi phục giữa luôn. Nói chung đồ chơi quá trời, anh em khỏi cần về làm gì hết. Có 30.8 nha anh em ha. Còn tiếp theo con Sonic bên đây 2022 nha anh em ha, đi 3.000 km nha anh em ha. Con này mình bán cái giá là 318 nha anh em, 318 nha anh em ha. Bảo hút sơ. Còn tiếp đây là cái dòng này, dòng ẹt 135, ẹt xuống áo nha anh em, full đồ chơi nha anh em ha. Full đồ chơi rất là nhiều cho anh em lựa chọn nha anh em ha. Đó, full đồ chơi nhiều cho anh em lựa chọn.
bô hèn mực, ốc titan đều rất là nhiều cho anh em. Đồng hồ Ugama rất kinh, mình bán con này với giá là 28.8 nha anh em ha. 28.8. Còn tiếp theo con ẹp xuống áo ở đây 2013, mình con này mình bán cái giá là 19.8 nha anh em ha, 19.8 ẹp xuống áo nha các anh em. Còn rồi màu vàng, còn tiếp theo cái ẹp màu vàng ở đây ẹp chạy 7.000 km nha anh em ha, đúng 7.000 euro, 7.000 km cho anh em, bao đô cho anh em ha. Cái kim chỉ giữa số 0 nha anh em ha, cái kim là gì, chỉ giữa số 0 là xe chưa bao giờ gỡ đồng hồ nha anh em ha. Hàng này ít bao sơ cho anh em. Còn tiếp theo cái ẹt mà bản số 59N1 nha anh em ha, 88383 nha anh em ha. Con này 18.8 bao công chứng bảy quyền cho anh em ha, 18.8 bao công chứng bảy quyền cho các anh em nha, bảo hành anh em 1 năm hết nha anh em ha, mấy dòng này bảo hành anh em 1 năm hết, bao máy riêng hết cho anh em. Con này biển số 93B1 nha anh em ha, 93B1 18.8 cho anh em luôn nha, 18.8 93B1 61636 nha anh em ha. Đó, sự số rất là đẹp, 18.8 bao công chứng bảy quyền cho các anh em. Tiếp tục con bên đây, hai con bên đây mình bán với giá 13.8 nha anh em, hai con ẹt bên đây mình bán 13.8 cho anh em ha. Đó, 13.8 cho anh em. Đó, còn biển số 68, còn biển số 61C1, con bên đây bao công chứng bảy quyền cho anh em, 13.8 cho anh em luôn nha. Mấy dòng V1 bên đây rất nhiều nha, toàn bộ máy zin nha anh em ha, có con GTG nữa nè, hàng Indonesia này, hàng xe nhập khẩu anh em ha, xe lan can xe ban xe đẹp long lanh nha anh em ha, GTG nha anh em ha. Còn đây là V2 ở đây biển số 65B2 53199 nha anh em ha, xe máy zin không té không ngã cho anh em ha, 19.8 nha anh em ha, 19.8 giấy thành phố Cần Thơ nha anh em ha. Đó, 65B2 xe đẹp lan can xe ban bảo hành anh em, mấy con này bảo hành anh em 1 năm hết cho anh em ha. GTG bản số 94, hàng nhập khẩu nha anh em ha, hàng này giống y V1 mà xe bên hàng Indonesia, máy chắc là ok, lâu lâu mới có con nha anh em ha. Đó, xe là máy zin hết cho anh em, 24.8 nha các anh em ha. Ok, còn con Winner V1 màu trắng nè, Winner V1 màu trắng con bên đây anh em, 62C1 168 nha anh em ha, 11141 nha anh em, xe chính chủ đàng hoàng màu trắng nha anh em ha. Còn con ở đây là 70E1 nha anh em, 17.8 nha anh em ơi, 17.8 nha anh em, là bớt 2 xe tiền xăng nha anh em ha. Đó. Còn con ở đây biển số là 78D1 nha anh em ha, 17.8 luôn, đã bớt 2 xe tiền xăng luôn nha anh em ha. Còn tiếp theo biển số này là con này V1 màu trắng lắm anh em, 2017 nha anh em ha, biển số 67D1 6100, mình bán con này 20.8 nha anh em ha. Đó, đã bớt 2 tiền xăng cho anh em luôn rồi. Thôi. Tiếp theo màu vàng, biển số 73C1, xe là 3D nguyên con nha anh em ha, 20.8 anh em ha, 20.800.000 mấy anh em ha, xe chính chủ đàng hoàng cho mấy anh em, mấy dòng phun chờ lốc bạc 2012 mấy anh em, xe zin lan can xà ban cho anh em luôn, zin nha anh em ha, lốc bạc lốc trắng mấy anh em ha, 15.8 mấy anh em. Còn tiếp theo con phun chờ bên đây 83B1 nha anh em ha, 17.3 nha anh em. Con clip nhỏ bên trong 7.8 nha mọi anh em, 7.8 biển số với Sóc Trăng 83X1 nha anh em ha, 7.8 con phụ trợ thôi. Tiếp theo mấy dòng bên đây là V2 nha anh em ha, 61N1 nha anh em, 61N1 136553 nha mấy anh em ha. Mấy con bên đây thì mình bán về đông được cho anh em, có 20.800.000 bao gút hồ sơ cho anh em ha, 20.800.000 nha anh em ha, bao gút hồ sơ cho mấy anh em nha, 20.800.000 bao gút hồ sơ cho anh em. Còn đây biển số 61 luôn đó, là cũng 20.800.000 bao gút hồ sơ cho anh em ha, bao gút hồ sơ 61 luôn nha anh em ha. Đó, ra tên cộng với 2 triệu nữa nha anh em ha. Còn đây biển số 61 luôn, 13399, 20.800.000 luôn nha anh em ha, bao gút hồ sơ cho mấy anh em. Rồi màu đen, màu đen bên đây anh em, màu đen bên đây là con này là biển số nó là 68C1 nha anh em ha, 68C1 62424, con đi 400 km nha anh em ha, mình bán con này giá là 23.800.000 nha anh em ha, 23.800.000 để biển số nha anh em ha. Phiên bản màu combo màu đen bạc, đen bạc bên đây combo 20.800.000 mấy anh em, 20.800.000 cho con combo nha anh em ha. Còn tiếp theo con này biển 94K2 21.800.000 nha anh em ha, 21.800.000 nha anh em ha. Đó, come on, 2029 nha anh em ha. Còn tiếp theo mấy con này 74D1 74D1 95B1 69D1 nha anh em ha. Ba con này á thì mình đồng giá là 19.8 nha anh em ha, 19.8 nha anh em ha, để con số cho anh em. Xe chính chủ đàng hoàng dòng BV2 nha anh em ha,
bản camo xanh này. Đó. Rồi tiếp theo cái dòng ở đây là anh em, dòng ở đây là con này là biển số nó là 95, bao hồ sơ cho anh em. Con này V3 nha anh em ha, 25.800.000 bao hồ sơ cho anh em, 25.800.000 2023 nha các anh em. Cái dòng hẹp màu đen nhám nè, có mấy anh em hỏi con đen nhám này rất nhiều, mấy anh em cứ yên tâm, xe chuẩn máy zin mà anh em, màu đen nhám xe chuẩn máy zin hết cho anh em. Biển số 67L1 nha mấy anh em, 67L1 885 73. Mình bán con này giá là 20 21 củ 8 nha mấy anh em, để con số cho anh em 21 củ 8. Còn tiếp theo con hẹp màu vàng ở đây, đây mấy anh em, hẹp màu vàng. Xe này là chạy xe này chạy 10.000 km nha anh em ha. Mình bán thôi con này 238 anh em, 23 củ 8. Còn cái dòng hẹp một hẹp ở bên trung bình mình rất là nhiều cho anh em lựa chọn, ra giá từ vừa mấy cho tới 31 củ 8 thì có cho anh em rồi nha anh em ha, rất là nhiều, khoảng 30 xe. Thì anh em cứ thích là dòng hẹp 150 alo mình nha anh em ha. Nếu anh em mà có coi video thì xe máy chụp dương, anh em bấm lên xe máy chụp dương, anh em thấy rất là nhiều cái dòng hẹp cho anh em lựa chọn nha. Con này 2022 xe chạy 4.000 km mấy anh em, mình bán con này 318 đợt 2022 nha anh em ha. Hồ sơ thành phố Tân An, xe hồ sơ cầm tay có sẵn cho mấy anh em luôn nha. Rồi con này, con ở đây biển số 67D1 anh em, xe chạy 5.000 cây đợt 2020, màu đen vàng đồng nha anh em ha, đen nhám anh em ha. Mình bán con này 298 nha anh em. Còn tiếp hai con mắc kinh, mắc kinh vàng mũ nhám xi nhựa xi carbon hết cho anh em nha, toàn bộ là xi carbon chứ không phải dán nhúng gì nha anh em ha. Đó, ốc là titan hết, toàn bộ hết cho anh em luôn. Đó, titan full là ốc titan xịn cho anh em, 2X cho anh em ha. Còn tiếp cái ẹt 2015 mấy anh em, 17 củ 8 nha anh em ha. Ẹt 2015, ẹt này có giờ đạp luôn cho anh em luôn nha. Loại này mới từ qua 135 qua cái là 1215 nó cái đèn lên đèn lớn là còn giờ đạp nha anh em ha. Cánh là ok cho anh em, dễ lên đồ kia, dễ dọn cho anh em luôn. Xe máy zin nha anh em, không té không ngã nha. Chủ đi rất là kỹ anh em ha, có chùm keo luôn cho anh em luôn nha. Màu đó, xanh này xanh GB. Con này màu bạc. Màu bạc máy số 77 Bình Định C1 nha anh em, 168 cho anh em ha, 16 củ 8 nha anh em. Toàn bộ là xe máy zin nha anh em ha, bảo hành anh em 1 năm anh em yên tâm. Dòng này là bảo hành hết cho anh em, toàn bộ là máy zin hết cho mấy anh em ha. Rồi, bản này Jupiter. Đây Jupiter mấy anh em, 67 AE nha anh em ha, 18 củ 8 mấy anh em ha. AE 67 AE 17 18 củ 8. Còn tiếp theo con Jupiter bản số 62, xe đi 7.000 km nha anh em ha. Đó, mình bán hàng dòng 2X bao hồ sơ cho anh em. Của 2X bao hồ sơ như anh em nhắn tin với mình nha. Từ đầu video tới cuối video tới giờ anh em cứ coi video thì có con thích con nào alo mình nhắn tin số điện thoại cho anh Việt có để cho màn hình. Mình kết bạn với mình gửi chi tiết con xe qua cho anh em nha, từ trong ra ngoài từ trên xuống dưới cho anh em luôn nha. Đó. Thôi, con Jupiter anh em hồ sơ cầm tay bản số 94 nha anh em ha. 20 củ 8 bao hồ rút hồ sơ cho anh em. 20.800.000 bao rút hồ sơ mấy anh em nha. Con này biển số 66 mấy anh em. 66 mình bán con này với giá là 22 củ 8 nha anh em ha. 66B1. Con này biển số 64F1. 22 củ 8 nha anh em ha. 22 củ 8 cho anh em. Đó, còn tiếp theo cái dòng này 67E1 luôn. 21 củ 8 anh em. 67E1, 61 củ 8. Và mình có phổ thông mấy cái dòng mô tô như CBR rồi CBR mẫu cũ bản ABS nha anh em ha. Đó, mình bán 36 củ 8 bao gốc hồ sơ cho anh em ha. 36 củ 8 mà là bao gốc hồ sơ cho anh em. Bảo đặc biệt là xe không dứt đầy, không té ngã nha anh em cứ yên tâm nha. Bơ xít anh em, bơ xít 2010. Xe là không dứt đầy, không đâm đụng. Bao anh em nước sơn zin hết toàn diện nha. Dành cho các chú lớn tuổi. Rất ok, xe là không vết chày các chú nha. 21 củ 8 nha các chú. Còn con đây mấy dòng bên đây là dòng mô tô G15 2018 nha anh em ha. Xe chạy 9.000 km. Mình bán con này 30.800.000 bao gốc hồ sơ cho anh em ha. Đó. Rồi, con này có con màu đen nè. Con màu đen bên đây, con màu đen bên đây xe biển số nó là 66 nha anh em, 8.000 km. Mình bán con này 36 củ 8 bao gốc hồ sơ anh em. Toàn bộ là bảo hành, mấy dòng mô tô là bảo hành 2 năm cho hết anh em yên tâm nha. Đó, bao gốc hồ sơ bao tên cho anh em luôn. Con này biển số 67 đi 8.900 anh em ha. 8.900 km. Mình bản số là 67. Mình bán 36 củ 8 bao gốc hồ sơ cho anh em nha. Rồi. Đó, mình còn cái dòng con màu vàng đen rồi CBR 2022 thì anh em ha. Bên mình có trao đổi xe cũ nha anh em ha. Quay game Trung Quốc xe gì mình cũng đổi, cái kính mong anh em và các chú các bác ủng hộ nha. Đầy đủ các dòng cho anh em lựa chọn. 1-2 triệu khỏi cần trả trước được nha anh em ha, nhiều ngân hàng. À, lãi suất có là ưu đãi mấy anh em ơi. Mình ra địa chỉ đi tới cầu Phú Long, ngay chỗ cầu Phú Long, chân cầu Phú Long,
hoặc là tôi còn bố hoặc chạm một phí mũ tàu lấy hiệu alo mình ra một gút nha. Hoặc lên đây các dòng suy gút anh em, dòng ẹt nè, ẹt là rất là nhiều cho anh em lựa chọn luôn nha. Em số 67 nè, 67K1 nè, đây là mắc kinh nha mấy anh em, đây mắc kinh rất là nhiều anh em ha, mắc kinh máy ghim hết nha anh em ha, nó hơi máy ghim hết nha anh em, máy ghim hết nha anh em ha, toàn bộ là máy ghim hết cho các anh em. Bán con này giá là 21.8 nha các anh em, 21.8 tiếp tục ẹt 150 150 biển số 67H1 21.8 cho các anh em luôn nha, 21.8 cho anh em luôn nha. Đó. Còn tiếp theo con bên đây biển số 70F1F2 nha anh em ha, con phu chờ mà quạt nha anh em ha, 2023 toàn bộ mấy dòng phu chờ bên đây hiện anh em cứ tham khảo xe mới ủng hộ em nha. Tại mấy cái dòng đây là đi 1.000-2.000 cây, 7.000 cây là cao nha anh em ha, giá từ 28.8 cho tới 31.8 nha anh em ha, là bao vuốt hồ sơ cho các anh em ha. Chứ con màu bạc này mà nè anh em, con màu bạc này mình bán 29.8 là bao vuốt hồ sơ cho anh em ha. Đó, 29.8 xe để mình đọc km cho anh em, xe đi 1.324 km nha anh em ha. Còn tiếp theo là con này 2024 cặc tay đen phục đen luôn nha anh em ha, xe lan can xà ban không dứt chày bao nên là không dứt chày không giờ sơn dặm nha anh em ha, 1.000 km hàng 3 ít bao sơ cho anh em. Còn cái dòng phụ chờ bên đây số 67 anh em ha, 67L2 màu xanh 28.8 nha anh em ha, 28.8 con màu xanh nha anh em ha. Con màu đen bên, màu đen bên đây mấy anh em, màu đen đây là đi 817 km nha anh em ha, 817 km anh em cứ liên hệ với mình đầy đủ là có hình chi tiết hết từ con xe đây. Biển số này biển số 84 mình bán 28.8 cho anh em ha, 28.8 coi đẹp biển số 67 nha nè, 28.8 luôn nha anh em nha, bao cuốn sơ cho anh em ha. Còn đây là con xanh đá nha nè, xanh đá của dòng phụ chờ hồ sơ cầm tay biển số 62 mình bán 28.8 cho các anh em. Kính mong anh em và các bác cái chú ủng hộ nha. Đó, có mình có hỗ trợ ship xe, nó đặt cọc 1 triệu là ship xe cho anh em, 1-2 triệu là ship xe cho các anh em ha. Đó, còn anh em là giờ gần tới Tết, các anh em có cần dòng xe gì có đặt cọc, bên mình có nhận đặt cọc mà vài 3 triệu là phải ra tên Tết anh em có giờ lấy luôn nha. Con ở đây Sigurd anh em, 2020 mình bán có vô cái phuộc, khách có vô cái phuộc bằng tay cho anh em ha, một cam đen 12.8 nha anh em ha, bô lớn nha anh em ha, bô lớn máy zin hết cho toàn bộ không té ngã, xe chùm keo luôn nha các bác các anh em các chị đó, có chùm keo luôn đó, 78L1 xe chính chủ 16950 nha anh em ha. Còn tiếp theo cái dòng là Sigurd biển số 62 màu xanh đá, đời này là 2023 nha các anh em, màu xanh đá 2023 nha anh em ha, 61C2 16691 mình bán con này giá là 16 cũ nha anh em, 16 cũ nha anh em ha. Còn đây là con Sigurd biển số 48H1 nha anh em ha, 15 cũ 8 nha anh em, 15 cũ 8.800.000 nha anh em ha. Rồi đó, tiếp tục Novo 6 nè, Novo 6 anh em, Novo 6 xe lan can xà ban hết cho anh em, bao này là không dứt chày không đâm đụng, tem zin máy zin hết cho anh em ha. Mình bán con này 13 cũ 8 anh em, 13 cũ 8 Sigurd quay 15 cũ 2 nha anh em ha. Con Sigurd màu vàng xám, màu này rất là đẹp, lan can xà ban, bao nên là không đâm đụng, không dứt chày hết nha anh em ha. Biển số 68C1 anh em, xe chính chủ đàng hoàng, xe đi 3.000 km nha anh em ha. Rồi. Mình bán con này 16.8 nha anh em ha. Tiếp tục con Sigurd màu cam đen, Sigurd màu cam đen mấy anh em, biển số là 65H1 mình bán 14 năm nha anh em ha. Còn clip bên mình bao nhiêu nãy 7 cũng mấy tới 10 cũng mấy là có xe cho anh em. Như clip là biển số 67 nè anh em, 9 cũ 8 anh em ha. Con này biển số 67M4 luôn, 10 cũ 8 cho anh em, có con clip cho anh em ha. Đó, còn Ultimo bên đây, Ultimo mình bán giá 9 cũ 8 anh em, 9 cũ 8 nha anh em ha, Ultimo. Đó, còn cái này là cái dòng Janus 18 cũ nha anh em. Bên mình có hỗ trợ góp đồ. Anh em hồi nãy coi video nãy giờ có cần có xe nào cứ kết bạn Zalo cho anh Việt, có để số màn hình mình sẽ gửi cái hình ảnh rồi chi tiết cho anh em ha. Còn anh em nào muốn tham khảo ha, gì là mình có hết cho anh em. Cảm ơn anh em, các chú các bác ủng hộ nha. Rồi ok, thì đó là giá xe, anh em có nhu cầu thì chịu khó liên hệ. Cảm ơn chị bạn đã xem clip ạ. Chào anh em, chào các chú, chào các bác.